mã số là 349 luôn. Mã số 349 là một cây sơn liễu của ông thiên nhiên, sống khỏe luôn nha. Cây này thì trung cốt tàn thiên nhiên luôn, rất là cổ thụ. Mã số là 349 nha. Tổng hoành là 29. Cây cao đến ngọn là 44. Tán rộng nha. Tán rộng là 95. Đang nằm cái chậu tàu lọt lòng là 32. Thì nhà vườn giao lưu không chậu nha, dọn vườn nhanh luôn. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh, dọn vườn là 600k bao ship không chậu luôn nha. Đó, 600k bao ship không chậu. Tại vì cái thời điểm này rất là nhạy cảm luôn, cho nên là nhà vườn không có dám gửi cái chậu nào đi hết á. Đó, nếu mà có gửi thì chỉ gửi cái chậu nhựa thôi. Đó, chứ thời gian này rất là nhạy cảm luôn, nó quăng hàng, quật hàng là khô rồi luôn. Đó, bọn cành nhánh thì bên nhà vườn có bảo vệ rồi. Đó, chỉ có cái chậu là nó khó khăn thôi. Xin chào anh Thanh Tùng Nguyễn nha. Chào anh Atai, anh gì anh nói? Atai, Atai. Chào chị sếp và cả nhà. Rồi, mã số 349 nha, là một cây sơn liễu phong thiên nhiên. Cây rất là cổ thụ luôn nha, 600k bao ship không chậu. Nhà mình xem tham khảo và ý ủng hộ nhà vườn luôn nha. Đó, mã số 349 nè, 600k bao ship sơn liễu nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.